Có. Đấy, đôi này là đôi Sony SS 377 quá nhá. Sony SS 377. Sony SS 377. Em bật cái level lên. Con này của nó bát này như là bát 22. Đấy. Bát 22. Đúng rồi, bát này nó bát 22 đấy. Sony SS 377 mà nhá, con này thì của nó là 8 ohm và mắc của nó là 80W, 8 ohm mắc 80W. Bạn nào thích Sony thì cũng có thể tham khảo. Đây cho anh tí. Chắc cho mình khỏi bàn luôn. Đấy. Chắc cho mình khỏi bàn luôn. Và ok luôn. 3 đường tiếng Sony SS 377 luôn. Đấy, đo cho bác kích thước của đôi Sony này nhá. Đủ 2 căng rồi nhá. Kích thước của đôi này có nhá, chiều cao của nó là 76. Đấy. Chiều sâu này của nó thì là 28. Chiều ngang này của nó thì là 34. Bát 22, nó là bát 22, em đo nó bát 22. Nó là bát 22, tập này để cho bác tập này thì em đang bán giá là có 3 củ 2 thôi. Đấy. Đây, thành bách loa liếc thứ đây. Đấy. Đây. Con này của nó thì là 8 ohm mà mắc của nó là 80W. 3 củ 2. Sony. Các bác có xem like thì cho em xin một like nhé. Bạn nào chưa đăng ký thì cho em xin đăng ký một follow nhé. Đấy, và cho em xin một tim ạ. Bộ này thì đang để bác giá là 3 củ 2 thôi. Đây, cho bác xem lúc cái con loa kia nhé. Bác nào ưng được đôi nào thì có liên hệ trực tiếp cho em. Đây, nó con loa này. Đấy. Mà dính em chưa cả lột. Đấy. 3 củ 2 cái con Sony này nhá bác nhá. Bác nào có nhu cầu thì alo xem nhá. Đấy, mã số 743 nhá. Đấy, 743 Sony SS